Chào cả nhà, lâu lắm rồi Leon mới trở lại phòng thu, cũng vì muốn thực hiện lời hứa với cả nhà, bởi vì ngày hôm qua có trên YouTube có share một bài Một Người Đi, và không ngờ là được cả nhà yêu thương cũng như share ra rất là nhiều. Thì vì cái lòng yêu thương của mọi người dành cho Leon thì hôm nay Leon vào phòng thu một lần nữa để gửi đến mọi người một bài hát. Leon có một chút xíu xin lỗi với mọi người là hứa là bài hát Tấm Ảnh Không Hồn, mà vì nhạc hòa âm không có được như ý, giống như anh Huỳnh Nhật Tân cũng có bàn bạc sau khi mà Leon thu thì cái lối hòa âm nó không có phải hợp lắm với cái chất giọng của Leon. Thì bây giờ tụi này xin gửi đến cả nhà trước một bài hát của chú Lê Dinh, một bài hát được mang tên Tấm Ảnh Ngày Xưa, gửi đến cả nhà cũng như sẵn đây Leon cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã ủng hộ cho Leon và Andy Thái cũng như một cái off fan sắp tới tại Đồng Dao ngày 12 tháng 7. Có thể nói là trong vòng 5 ngày mà mọi người ủng hộ và đặt vé rất là nhiều. Ngoài ra còn có mọi người còn có đặt áo thun, lần này là Leon biết là in lần thứ hai rồi. Thì cảm ơn admins cũng như cảm ơn tất cả những nhóm, những fan của Leon đã ủng hộ và nhiệt tình, và cứ tiếp tục ủng hộ nha, để cho Leon cũng như Andy có thêm tinh thần để gửi đến mọi người những bài hát mà mọi người yêu thích, yêu cầu, và đặc biệt là Leon cũng yêu thích luôn nha. Và bây giờ mình vô với cái bài hát Tấm Ảnh Ngày Xưa của Lê Dinh, và ngày mai ngày mốt nếu mà nhạc gửi vô ok thì Leon sẽ hát tặng mọi người nhạc phẩm Tấm Ảnh Không Hồn nha. Chào mọi người và mọi người nhớ đón xem nha, nhớ share cho thật nhiều để coi kỳ này bao nhiêu share rồi mình tính tiếp. Cảm ơn Huỳnh Nhật Tân, bây giờ mình vô nha. Ngày nào em đến chơi tặng tôi một chiếc hình ghi nhớ ngày chúng mình vừa quen nhau, năm tháng dài ngày sau ghi nhớ mãi. Hình em tóc ngang vai lược dắt với hoa cài, nét mi cong viền khóe mắt u hoài, khóe mắt u hoài làm sao xuyến lòng tôi. Chiều nay sao nhớ thương người em qua chiếc hình, qua nét mực yêu kiều và xinh xinh, ghi mấy hàng gửi anh câu luyến mến. Tặng anh để mai sau mình vẫn nhớ nhau hoài, dẫu xa xôi lòng vẫn nhớ thương hoài, thương nhớ lâu dài này em nhé đừng quên. Rồi thời gian em trôi xa cách buồn vời vợi, khi ánh trăng vàng lên khơi người về nơi xa xôi, năm tháng để một người thương nhớ thuở nào nguôi. Rượu nồng nâng ly sau,
uống cạn để rồi lưu luyến phương trời mơ xa. Rồi ngày nay phôi pha, thương lúc đau mặn mà, thương ngày vui trong qua. Giờ đây trong bóng đêm mình tôi bên chiếc hình, bao kỷ niệm êm đềm ngày xa xưa như sống lại. Người ơi trong ánh mắt, dù cho cách xa nhau lòng vẫn nhớ nhau hoài, dấu xa xôi hình bóng khó phai mờ. Ôi khó phai mờ thuở niên thiếu mộng mơ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều một lần nữa. Leon thấy áy náy lắm, vì cái bài hát mà Leon hứa hòa âm cũng như phối nhạc nó không có được như ý mình, thì Leon xin cáo lỗi cũng như xin gửi tặng mọi người bài hát Tấm Ảnh Ngày Xưa nha. Mai mốt Leon sẽ trở lại và gửi mọi người sau nha. Cảm ơn mọi người. Rồi thời gian em trôi xa cách buồn vời vơi, khi ánh trăng vàng lên khơi. Người về nơi xa xôi, năm tháng để một người thương nhớ thuở nào nguôi. Rượu nồng nâng ly sao, không uống cạn để rồi lưu luyến phương trời mở xa. Rồi ngày nay phôi pha, thương lúc đau mặn mà, thương ngày vui trong qua. Giờ đây trong bóng đêm mình tôi bên chiếc hình, bao kỷ niệm êm đềm ngày xa xưa như sống lại. Người ơi trong ánh mắt, dù cho cách xa nhau lòng vẫn nhớ nhau hoài, dẫu xa xôi hình bóng khó phai mờ. Ôi khó phai mờ thuở niên thiếu mộng mơ. Ôi khó phai mờ thuở niên thiếu mộng mơ. Một lần nữa, thôi thì cái gì nó cũng tới. Giống như Leon hứa cái bài Tấm Ảnh Không Hồn, nhưng mà giờ lại hát gửi mọi người Tấm Ảnh Ngày Xưa, thì miễn sao có chữ Tấm Ảnh đó được rồi. Mọi người nhớ xem cũng như giúp Leon share ra, đâu biết share nhiều thì khi mà anh Huỳnh Nhật Thân gọi cho Leon là nói cái bài phối của Tấm Ảnh Ngày Xưa, Tấm Ảnh Không Hồn có rồi, thì Leon sẽ ào vô trong phòng thu gửi đến cho mọi người, đúng không? Một lần nữa Leon xin cảm ơn mọi người, cũng như để Leon xem coi mọi người nhắn cho Leon cái gì nha. Rồi Leon, Pia Đăng, thank you, Ngọc Liên, cảm ơn, Trần Thúy Phượng, Nguyễn Thanh Vi, Phước Lộc Thọ, Vương Thị Hoa Hường, Khánh Hà, Ngọc Châu, chị Nhu, Hương Lê, trời ơi đông quá, Kim Chi, sorry, Trang Lê, Cúc Lê, Hương Lê, Yến Phạm, Hoàng Ánh Tuyết, Sen Trắng, Thiều Thúy, Phan Nguyễn, Vương Thụy Hoa Hường, Nhung Nguyễn, Thanh Xuân, Huyền Lâm, Hằng Phan, Kim Chi,
Khánh Ly, cảm ơn Khánh Ly, Ngân Ngân, Nguyễn Thơm, Lily, Lý Xuân Kiều, còn nữa nhiều quá, Kheo Kỳ Bùi, Trang Võ, Liên Nguyễn, Nguyễn Hương, Trần Trâm Lâm, Thúy Phan, cũng như cô Úc, Cúc Lê, Nguyễn Minh Hằng, Thanh Hà, Thúy Vân Phạm, Mỹ Hồng, Bo, Diệp Vũ, cũng như Hồng Hạnh, và rất rất là nhiều trong cái nhóm 888, đặc biệt là cái fan club của Leon. Thì Leon chỉ đọc một chút xíu tên cho mọi người, cũng như mọi người biết là Leon rất là thương và lo lắng là tại vì có một xíu trục trặc nha. Khả Nghi nữa nè, Hồng Lê, Tracy Phương, Nguyễn Phương, Thùy Phạm, Thủy Thu, Trang Võ, Lan, Tăng Ái Dục, Lan Nguyễn, Hương Huỳnh, Mai Du, Thúy Lê, Emily Hoàng, nhiều quá, cảm ơn mọi người. Trần Quýnh, Bé Ba, Nga Nhu, Yến Ly, Long Nguyễn, cũng như Mạc Thanh Nga, Lan Trần, Ngọc Thủy, rất là nhiều người. Để Leon coi bên cái fan club Sài Gòn, Thiên Đường có một, Trương Thị Thu, Vân Vũ, Ngọc Mỹ, tâm sự giữa anh và bốn người, anh Leon Vũ, 888 Leon, Mô Nguyễn, Liêm Võ, Chat Leon, Ngọc Tuyến, Hoàng Võ, Bạch Dung, Đoàn Dung, Hồng Nga, Lê Thị Nghị, Nguyễn Quới, Tánh Kiều, Thu Chè, Thành Thư, Bùi Mỹ Xuyên, Thanh Võ, Nguyễn Phượng, Nhạc Nhung, Diễm Diễm. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thôi thì mọi người giúp Leon share ra cũng như thưởng thức bài hát này nha. Và hứa sẽ trả lời phòng thu. Và cuối tuần này thì Leon phải hát một cái show cùng với Maya và Mỹ Hạnh tại Vũ Trường Blue. Thì mong là mọi người nào đang theo dõi livestream cũng như đang theo dõi Facebook của Leon tại Kalimun thì giúp Leon đến ủng hộ cho chương trình càng đông nha. Ô mà Leon quên cái này nữa. Có một bạn tên là Jennifer có nói Leon là khi mà Leon livestream thì Leon hát show ở bên Mỹ đa số, mà tại sao livestream hay là lúc mà say hello thì hello fan cũng như người Việt Nam, thì Leon xin đính chính với Jennifer cũng như mọi người rằng khi mà Leon livestream hay Leon gửi lời chào thì Leon thường gửi lời chào cho người Việt trên toàn thế giới cũng như người Việt tại Việt Nam, đặc biệt là những người đang thương và theo dõi Leon. Thì thường thường Leon nói hello fan Việt Nam là không phải là fan chỉ trong Việt Nam mình không, mà tất cả mọi nơi, nơi nào có người Việt, mọi nơi nào đang yêu mến và yêu thương Leon cũng như Andy, thì Leon xin gửi lời chào cũng như gửi trái tim của mình đến đó, chứ không phải là một cái góc cạnh nào hay là một cái nhóm của Leon không thôi. Thì xin mọi người cũng niệm tình tha thứ nếu mà có nhiều khi Leon chào ngắn quá hay là hấp tấp quá, nó không có rõ ràng. Nhưng mà sẵn đây Leon cũng muốn mọi người hiểu rõ rằng là Leon có ngày hôm nay cũng nhờ mọi người, nhờ người Việt khắp mọi nơi, nơi nào mà có người Việt mà nơi nào cũng như nơi nào mà Leon đến được để hát cho mọi người, thì nơi đó có sự yêu thương cũng như trái tim của Leon đến với mọi người nha. Thành thật xin lỗi nếu mà mọi người có một chút xíu hiểu lầm. Dạ, xin chào, bye bye.